Xin kính chào quý vị anh chị. Chiều hôm nay là tôi cũng có mặt ở tại cái bến cảng của Liên Hương huyện Tuy Phong. Quý vị có xem nhớ hỗ trợ cho Quyết Thắng Media một like, một chia sẻ, một đăng ký nha quý vị. Chiều hôm nay thì cái bến cảng này ghe thuyền đậu rất là nhiều quý vị. Như là họ chưa có đi đánh bắt hay là một số họ đã đi đánh bắt rồi, còn số lại thì chắc có lẽ kia này chắc mới đi. Quý vị nhìn thấy ghe đậu rất là nhiều nha. Rồi bây giờ mình đi ra cái cảng coi đi. Bây giờ đi ra cái bờ kè này. Như ở dưới kia có cái cờ gì mà đẹp đẹp vậy ta, cờ mà hai màu á. Ở đây là cái cửa vô đây phải không? Cái con sông này hồi đó là cái con sông gì ta? Sông Bến Đò. Hình như là sông Bến Đò cửa biển nha. Hồi như nước sông lòng sông có chảy ra đây không? Dạ, nước sông sông ra đây luôn. Cái này là cái cửa nguồn, cái thượng nguồn trên sông sông là thượng nguồn chảy về đây là cửa nguồn. Thế hả? Kia kia mé bên kia mé. Thế còn nhà nhiệt điện Vĩnh Tân á. Ở ngoài kia thì 1, 2, 3, 4 trụ là nhiệt điện Vĩnh Tân, còn ở chỗ này là Phước Thế nè. Nó Phước Thế luôn. Ở đây nó kế mặt biển nên thấy là cái như là Vĩnh Tân nó nằm gần đó luôn. Như vậy là ở ngoài đó là thuộc Vĩnh Hảo. Dạ, Vĩnh Hảo luôn. Đúng rồi. Xa ra đó Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo nó nằm đây. Nhưng mà nó cũng nó cũng liêu luôn. Biển gần nhau. Nó eo á, hơn cái eo thôi. Về bà con ta hiện nay đang tắm vậy. Không. Anh. Hiện nay là tắm nuôi. Đó là cái ghe chủ nhà đèn của cái cửa này nè, cái cảng này nè. Cái chỗ này làm sân khấu sao nè. Như vậy mấy chỗ này là ta kêu là mẹt. Ấy. Chứ là cái chỗ chợ này. Nói nha. Như vậy là cái bờ kè này á thì đây lên đó chắc cũng cỡ thầy mấy số á. Mà nếu lên kia luôn chứ bộ. Đó là cái đó kêu chưa kêu giọt. Giọt là nằm núi á, giọt. Như là của Tuy Phong. Cắm sâu ấm con được chứ. Gió chiều nay gió kìa quá, nhưng mà đều chiều nay gió cái gì
bờ kè nha quý vị. Hiện nay là bà con người ta tắm kia rất là nhiều nha, nhưng mà đều bây giờ là giờ chưa tắm có bao nhiêu rồi nha, tại giờ này còn nắng. Mấy bên kia ghe đậu dữ xuống dưới kia sẵn mà sẵn xuống nhà thờ sẵn không ở đây nó bày này à xuống trên kia hả anh xuống đó sẵn chế để nước à bằng nhà thờ đúng rồi đây đây à. À, đâu cái chỗ mấy cờ như vậy? À, anh xuống có cỡ vài trăm mét nữa, sạch sẽ đẹp lắm. À. Đây dơ quá, đây nhà nước làm qua bao nhiêu tiền? Đúng rồi. Như thế người là chú phong trai là thờ, ông nói như đó là đi đó nó sạch đẹp. À. Đây dơ quá. Rồi quay đen ăn chút bả. Trời chiều bữa nay ấy là tại vì người ta tắm hết trơn cái gì là do nó cũng sốt quá. Thứ hai nữa cái bãi chỗ này nó hơi không có đảm bảo lắm, đảm bảo vệ sinh lắm nên là từ ra tay sẽ tắm. Bây giờ mình lên cái phía trời kia thử lên sao. Chỗ này là hiện nay là giờ này mấy cái xuống chai là vô nằm bờ kè chỉ họ chờ giờ là chỉ để ra biển để đánh bắt cá thôi, còn bây giờ là tất cả các cái xuống hiện nay đang nằm ở bờ kè. Gió cái gì ơi. Đây hiện nay là tôi đang đứng ở trên cái bờ kè. Đây hồi sáng người ta làm lễ mà mình không biết người ta làm lễ nhiều quá rồi. Trên cái bãi này là ghe thuyền đậu rất là nhiều đi chứ. Hả? Cái gì? Chờ bên đó, nhà thờ mẹ cái bên đó. Phong hành ta kêu là sốt mẹ đấy.
Xin kính chào quý vị. Đoạn phim đến đây là hết. Chúc quý vị vui vẻ và trẻ khỏe như quý vị. Quý vị có xem nhớ hỗ trợ cho Quyết Thắng nha. Xin kính chào quý vị nhiều. Cảm ơn.